rủ nhau đi giết Nguyễn Nghi là thủ phạm xúi giục. Chiều mùng 6 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 8 bị cáo cùng chú phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cùng phạm tội giết người. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Mến, sinh năm 1996, 17 năm tù, Nguyễn Thanh Thương, em ruột Mến, sinh năm 1999, 8 năm tù, Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 2000 và Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1999, cùng mức 7 năm 6 tháng tù, Trần Khánh Huy, sinh năm 1999, Nguyễn Thành Huy, em họ Mến, sinh năm 2000 và Võ Tiến Phát, sinh năm 2000, cùng mức 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2001, 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị hại không yêu cầu nên tòa không xét. Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Mến bị bạn của anh Nguyễn Văn Quốc đánh. Mến nghi ngờ anh Quốc xúi bạn đánh mình nên tối ngày 30 tháng 1 năm 2017, trong lúc nhậu, Mến kể lại chuyện bị đánh và rủ Thương, Thành Huy đi trả thù. Sau đó, cả hai rủ thêm một số thanh niên. Một số thanh niên khác biết đi đánh nhau cũng tham gia. Cả nhóm chuẩn bị hung khí, chở nhau đến cách nhà anh Quốc một đoạn thì dừng xe. Mến cầm dao đi trước, số còn lại cầm dao đi sau hoặc đứng ngoài đường quan sát. Mến gọi cửa, anh Quốc mở hé cửa thì bị Mến đâm một nhát giữa ngực. Anh Quốc vội đóng cửa. Mến và một số thanh niên đâm, chém nhiều nhát vào cửa rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Anh Quốc bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã, sau đó tử vong. Tài sản bị thiệt hại được định giá hơn 265.000 đồng. Được biết, vụ án này từng hai lần bị tuyên hủy bản án sơ thẩm do chưa xác định đồng phạm và vi phạm về tố tụng. N.V.